Mang thành của chị Trang Lê luôn nè. Em đã chờ nên hai lần. Rồi mời cả lớp ổn định cơ thể mình trên thảm. Hai tay tắt nhẹ xương mông để xương ngồi bám xuống ghế sàn. Ý thức từ xương cụt. Hít vào vươn cao cột sống, xoay vai mở ngực. Giữ đốt sống lưng, đốt sống cổ trên một trục thẳng. Chậm rãi hít vào, chậm rãi thở ra. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào và thở ra chậm rãi. Hai tay nâng lên chắp trước ngực. Chúng ta cùng thực hành 3 tiếng ôm để đánh thức năng lượng của chính mình, kết nối năng lượng với lớp học và kết nối năng lượng với vũ trụ. Hít sâu vào nào. Lần thứ hai, hít vào. Lần cuối, hít sâu. Hai tay thủ ấn chân ra đặt nhẹ lại trên gối, mắt vẫn nhắm nhẹ. Chúng ta thư giãn và thả lỏng cơ thể, thư giãn và thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt, thư giãn và thả lỏng đôi vai mềm mại với các ngón tay của mình, thư giãn và thả lỏng lưng trên, lưng giữa, lưng dưới. Chậm rãi mang sự thư giãn và thả lỏng xuống cơ mông, cơ đùi, đôi chân của bạn. Hít vào, mang oxy nhiều vào bên trong cơ thể, căng căng bụng lên. Và nhẹ nhàng thở ra hóp sâu bụng lại, ống khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng bụng lên tối đa và chậm rãi thở ra hóp sâu bụng lại, tống khí ra bên ngoài. Lần nữa hít vào, căng tròn cơ bụng lên và nín thở giữ hơi, thả lỏng vầng trán, thả lỏng đỉnh đầu, thả mềm khuôn mặt, giữ hơi tăng sức bền, tăng sức chịu đựng cơ tim. 5, 4, 3, 2, 1. Và chậm rãi thở ra hóp sâu tổng khí ra bên ngoài. Hít vào, căng căng bụng lên, thở ra, xẹp sâu bụng lại. Hít vào, căng căng bụng lên, thở ra hóp sâu tổng khí ra bên. Hít vào, căng tròn cơ bụng lên như một quả bóng bơm đầy hơi, và chậm rãi thở ra hóp sâu quả bóng tổng khí ra bên. Mời lớp đưa hơi thở về hơi thở tự nhiên. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm êm. Hít vào và thở ra chậm rãi. Hai tay ôm gối, chúng ta đi bài tập cổ nào. Hít vào, ngẩng mặt vươn dài cằm về phía trước và nâng cổ lên. Thở, cằm về sát hậu ngực. Hít hai, ngẩng mặt vươn cằm nâng cổ. Thở, cằm về sát hậu ngực lần hai. Lần nữa hít vào, ngẩng mặt vươn cằm nâng cổ. Thở, cằm về sát hậu ngực.
Lần cuối hít vào, ngẩng mặt, vương cầm nâng cổ và giữ lại. Ba, hai, một, thở cầm về sát khuẩn ngực lần cuối. Ba, hai, một, hít mặt về chính diện. Hít vào nhẹ nhàng xoay cổ sang phải. Thở chậm rãi xoay cổ sang trái. Hít hài sang phải. Thở sang trái đổi bên. Lần nữa hít vào xoay cổ sang phải. Và giữ lại. Ba, hai, một, thở sang trái đổ bên lần cuối. Ba, hai, một, hít mặt về chính diện, vươn hai tay lên cao, hít vào, kéo và vươn dài cột sống, căng căng 10 đầu ngón tay, trướng lồng ngực. Ba, hai, một, hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực, chà sát lòng bàn tay, tạo độ ấm nóng cho đôi tay của mình, chà sát và chà mạnh để có hơi ấm. Có hơi ấm rồi đưa tay ra sau vai cổ gáy, nhẹ nhàng massage vai cổ gáy, mềm vai mềm cổ, thon gọn vùng cổ. Vuốt cằm, vuốt cổ luôn cả lớp mình. Lần thứ hai, chà sát lòng bàn tay. Có hơi ấm rồi đưa tay lên mắt. Cho hơi ấm tràn vào mắt. Massage nhẹ các cơ xung quanh mắt. Chậm rãi đưa tay ra phía trước, mở mắt, chớp chớp mắt trong lòng bàn tay. Hai tay chắp lại, cúi đầu chào nhau, Namaste. Rồi xin chào cả lớp mình một lần nữa. Rồi mời cả lớp chúng ta nâng tay lên, hai tay chắp lại, thành một nắm đấm xoay cổ tay nào. Xoay đổi chiều ngược lại. Rồi đặt tay trên vai, chúng ta xoay vai. Nên chúng ta sẽ học lực tay vai hơi nhiều, cho nên chúng ta làm nóng cổ tay và làm nóng cái gò vai của chúng ta nào. Xoay đổi chiều ngược lại nhé cả lớp này. Rồi hạ tay trên gối. Hít vào rụt vai về cổ. Thở trì mạnh xuống. Lần nữa hít vào rụt vai về cổ. Thở trì mạnh xuống. Lần cuối hít vào rụt vai về cổ. Thở trì mạnh xuống. Rồi mời cái lớp tắt chân ra, chúng ta nhìn cân bướm nào. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi duỗi thẳng cơ thể chúng ta song song với nhấc thảm luôn. Hai tay mình vỗ cái thắt lưng từ trên xuống dưới.
Bổ xuống hai cái cơ đùi của chúng ta lúc nào phải lớp mình. Rồi tay chân phải bắt qua đầu gối bên trái. À cái lòng bàn, cái cổ chân nó đặt ở trên cái đùi cái lớp mình, cổ chân đặt trên đùi cái sát vào khớp mông ạ. Vươn hai tay lên cao hít vào. Hạ tay phải trên, hạ tay trái trên gối phải. Tay phải kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang bên chân trái. Nghiêng nó cái hướng xuống bên chân trái cái lớp mình. Tức là chúng ta vừa nghiêng vừa vặn sáng luôn ạ. Đúng rồi. Hít vào nâng lên trở lại. Hai tay vươn lên cao. Chắp hai tay trước ngực vặn xoắn sang bên trái, cài chỏ tay phải vào lòng bàn chân trái. Vươn hai tay lên cao hít vào. Thoát bụng vươn dài người về phía trước 45 độ. Hít vào nâng lên. Thở nâng cái đầu gối bên chân phải, hạ cái lòng bàn chân phải xuống dưới sàn, hạ sang bên trái, tay trái ôm sát cái đầu gối bên phải kéo sát vào ngực, tay phải đặt ra sau vặn xoắn cơ thể, mắt nhìn theo cầu vai sau. Đúng rồi. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao kéo hạ cái đầu gối xuống trở lại. Thở hạ tay trái trên gối phải, tay phải kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang bên chân phải. Và chúng ta nghiêng sâu hơn. Và nhịp 5 lần kéo căng eo lườn bên phải. 5 4 3 2 1. Hạ tay phải xuống, ai tốt nắm được cái mũi chân trái. Mở căng lồng ngực, hít thở đều. Chúng ta vừa vặn xoắn và vừa nghiêng sâu. Đúng rồi, hít thở. Rất tốt cả lớp mình. 5 4 3 2 1. Hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở hai tay chắp trước ngực, vặn xoắn sang bên trái. Tay chọn tay phải vào lòng bàn chân phải. Mắt nhìn ra phía sau, vặn xoắn cơ thể sâu hơn. 5 4 3 2 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hấp bụng vươn dài người về phía trước 45 độ bên chân trái. Nhịp 5 lần lên xuống. 5 4 3 2 1. Hạ tay nắm xuống lòng bàn chân. Nắm được rồi rướn dài cột sống. Trùng nhẹ chỏ tay. Kéo bụng tiến sát vào đùi, co nhẹ cái đầu gối nếu chân ai chúng ta quá căng. Cảm nhận cái phần bụng mình ấn mạnh trên cái lòng bàn chân. Massage các cơ quan nội tạng. Hít thở đều. 5 4 3 2 một. Hít vào nâng lên, vươn hai tay lên cao trở lại. Thở hạ cái chân phải ra ngoài chân trái, nâng đầu gối lên, tay trái ôm sát chân phải, đầu gối phải kéo sát về ngực, tay phải vặn xoắn ra phía sau, mắt nhìn theo cầu vai sau. Ôm sát vào ngực, nó sẽ căng cái má đùi bên chân phải. Hít thở đều. 5 4 vặn xoắn sâu hơn, lúc này hai vai chúng ta song song trên một trục. 3 2 1. Hít vào nâng lên trở lại, vươn hai tay lên cao. Thở co nhẹ chân bên trái đạp xuống dưới sàn, chân phải vẫn còn bắt ngang, hai tay đặt ra sau mông, mũi tay hướng về phía mông. Xoay vai mở ngực. Chúng ta chuẩn bị lên tư thế chiếc bàn ngửa. Ba chân siết cơ bụng đùi.
Hít vào, nâng hông mông lên rồi khỏi sàn. Săn chắc và mạnh mẽ cho cái tay vai nào. Thở hạ. Hít hai nâng lên. Thở về. Lần cuối hít vào nâng lên. Và giữ. Ba. Hai. Một. Thở hạ xuống sàn. Rồi duỗi thẳng chân bên phải. Nâng tay lên. Rung lắc nhẹ cổ tay. Rung lắc nhẹ cổ chân. Rồi chúng ta đổi bên nào. Chân trái bắt qua bên đùi bên phải. Kéo sát vào. Mũi chân phải dựng thẳng hướng về phía đỉnh đầu. Vươn hai tay lên cao hít vào. Thở, thả tay phải trên đầu gối trái. Tay trái kẹp sát mang tay nghiêng lườn sang bên chân bên phải. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Thở, hạ tay trước ngực, chắp tay lại vặn xoắn sang phải. Cài trỏ tay trái vào bụng. Lòng bàn chân trái vặn xoắn sang bên phải, hít thở đều. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao. Kéo và vươn dài cột sống đẩy lồng ngực về phía trước. Hóp bụng vươn dài về phía trước 45 độ. Tay kẹp sát mang tay hướng lồng ngực vươn dài cột sống. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Thở nâng đầu gối trái, hạ lòng bàn chân trái sang bên phải. Tay phải ôm gối trái, tay trái đặt ra sau. Vặn xoắn cơ thể, mắt nhìn theo cầu vai trái. Hít vào nâng lên, tay vươn lên cao trở lại. Kéo chân hạ xuống lại. Thở hạ tay phải, ấn gối trái. Tay trái kẹp sát mang tay, nghiêng lườn sang bên chân phải. Chúng ta nghiêng sâu hơn và nhịp 5 lần. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay nắm xuống mũi chân bên phải. Hít thở đều. 5. Chúng ta ai nắm được thì nắm, không chúng ta cứ hạ theo cái chiều nó, đẩy cái lồng ngực lên và lòn cái đầu qua. Không cần chúng ta phải nắm được mà chúng ta không mở được cái ngực. Chị Hạnh, thả cái tay ra và rướn cái ngực lên, mở ngực cho chị. Đúng rồi. Đẩy cái đầu qua nữa. 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hai tay chắp lại vặn xoắn sang phải, cài trỏ tay vào lòng bàn chân. Cài sâu hơn và hít thở đều vặn xoắn cơ thể. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Thở hấp bụng vươn dài người về phía trước, chân bên phải. Kéo và rưỡng dài cột sống. Hít thở đều. 5, 4. Hạ tay nắm lòng bàn chân luôn cả lớp mình. Kéo vươn dài cột sống nữa. 5, 4. Chung nhẹ khớp gối nếu bụng chưa tiến sát vào đùi. 3, 2, 1. Hít vào nâng lên trở lại, tay vươn lên cao. Nâng đầu gối bên trái hạ xuống. Tay phải ôm gối trái kéo sát vào ngực. Tay trái vặn xoắn ra sau. Mắt nhìn theo cầu vai trái ở phía sau. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào nâng lên kéo chân về lại. Vươn tay lên cao. Thở con đầu gối chân phải. Lòng bàn chân phải đạp sàn. Đặt tay ra sau, mũi tay hướng về phía mông, xoay vai mở ngực, siết bụng đùi. Hít vào nâng hông mông lên rời khỏi sàn. Thở hạ chân xuống sàn. Cái chân của em đặt ở trên cái khớp hông á bé Vân Hà. Lần nữa hít vào nâng lên kéo cái chân sát vào cái khớp hông.
Thở hạ. Lần cuối hít vào nâng lên. Và giữ lại. 5, 4, xích cao nâng nữa. 3, lực mạnh vào tay vại. 2, 1, thở hạ hông mông xuống sàn. Duỗi thẳng chân ra phía trước, rung lắc nhẹ cổ tay cổ chân. Rồi, hai chân tách ròng bằng mép thảm hoặc ra ngoài mép thảm. Chúng ta sẽ đi cho nó nhẹ và mạnh cơ đùi một xíu. Bò hai tay song song với chân. Một tay chân phải, xin lỗi lớp, bò hai tay song song chân phải. Một tay bên trong, một tay bên ngoài chân phải. Trường dài tay về phía đầu gối. Chống lên bằng 10 đầu ngón tay. Đúng rồi, lực của 10 đầu ngón tay ấn mạnh bám xuống dưới sàn. 10 đầu ngón tay chúng ta phải có lực ấn xuống sàn. Mũi chân bên phải duỗi thẳng ra phía trước. Càng trường cái tay về phía đầu gối và trượt nó xuống nữa càng tốt. Rồi, siết cơ bụng lại. Chúng ta rút cái bụng lại và cái phần lưng mình lúc này nó có thể gù. Hít vào, nâng chân lên rồi khỏi sàn. Trường dài về phía đầu gối nha cả lớp, đừng để gần chân. Đừng để gần hông. Thở hạ. Hít thai nâng lên. Thở về, rất là nặng cho chân mình đấy. Hít ba nâng lên. Rút bụng lại, xiết cái cơ đùi lên. Thở hạ. Hít bốn nâng lên. Thở về. Hít năm nâng. Thở hạ. Hít sáu nâng. Thở về. Hít bảy nâng. Và giữ lại, trường dài về phía trước, duỗi căng cái mũi chân phải ra. Hít thở. Năm. 4, rút sát cơ đùi lại. 3, 2, lên phương tam. 1, và thở ra hạ xuống. Hai tay vỗ vỗ cái đùi bên phải. Đi cái tư thế này chúng ta hạ xuống, nó rất là siết cái đùi và bó cái cơ của bên chân phải luôn, nó là lớn. Ai mà chúng ta bó cơ thì là nó mới vào nhiều ha. Rồi chúng ta đổi qua chân trái nào. Hai chân vẫn tách ra ngoài mép phải, mép thảm. Rồi đặt hai tay song song với cái đùi trái, duỗi thẳng mũi chân trái. Bò tay dài về phía đầu gối, siết cơ bụng. Rút cơ đùi, hít vào nâng lên. Thở hạ. Hít hai nâng. Thở về. Ba nâng. Thở hạ. Khóa cái khớp gối lại, đừng để lung lay cái khớp gối. Bốn nâng. Thở về. Năm nâng. Cái chân trái của mình nó cứng giống như một cái cây ấy cả lớp. Thở hạ. Sáu nâng. Thở về, khóa từ cái gối lại luôn. Bảy nâng. Và giữ từ mũi chân lên trên cái đùi. Siết chặt. Rút bụng. Năm. Cao lên nữa. Bốn. Ba. Hai. Một. Thở hạ chân xuống. Rồi vỗ vỗ cái đùi bên trái nếu ai chúng ta bị siết cơ quá nhiều. Rồi khép sát hai chân lại. Tiếp tục duỗi mũi chân ra phía trước, bò tay về dài về phía qua đầu gối, hai tay đặt bên hai chân luôn. Lần này chúng ta sẽ đi cùng lúc hai chân, nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Siết cơ bụng. Bài này là một trong những bài tập bụng và tập đùi ha. Lực ở các ngón tay. Lực ở bụng. Hít vào nâng hai chân cùng lúc. Ấn mạnh 10 đầu ngón tay mới nâng lên được nha. Thở hạ. Hít hai nâng. Thở về. Hít ba nâng. Thở hạ. Hít bốn nâng. Thở về. Hít năm nâng. Giữ lại. Năm. Rút bụng. Ấn mạnh tay. Bốn. Duỗi thẳng chân. Ba. Hai. Một. Thở hạ xuống dưới sàn. Hai tay vỗ mạnh cái cơ đùi. Rồi hai chân chúng ta hơi hai chân
chắp cái lòng bàn chân lại cho nó, mình đưa cái chân mình về tư thế hình chiếc lá. Đúng rồi. Rồi hai tay nâng lên chắp lại, duỗi cái một ngón trỏ ra giống như hình khẩu súng. Rồi hạ cái vai ra phía sau. Hạ vai ra phía sau. Đẩy người chúng ta ra phía sau, hạ vai ra phía sau. Đúng rồi. Rồi hít vào, nâng lên. Thở, rút bụng, hạ. Hít hai, nâng lên. Thở, hạ. Hít ba, nâng lên. Duỗi cái mũi tay ra, kéo cái mũi tay về phía mũi chân. Thở, hạ. Duỗi cái mũi tay ra. Hít bốn, nâng lên. Đúng rồi. Thở về. Hít năm, nâng lên. Thở, hạ. Duỗi cái thẳng cái tay ra nha, rút cái bụng lại. Đúng rồi. Cái lớp rút bụng lại, đẩy vai ra sau hết nè. Đúng rồi. Hít vào, nâng lên, rút sát cái bụng lại. Thở về, duỗi mũi tay, rút bụng đẩy vai ra sau. Và giữ 5 4 3 2 1 hít vào, nâng lên trở lại. Rồi tách tay hai tay song song với sàn. Co hai chân đạp sàn. Xuyết cơ bụng, hít vào, nâng hai chân rời khỏi sàn, đầu gối vẫn co. Duỗi thẳng mũi chân, cổ chân song song với đầu gối. Đúng rồi. Rút bụng. Đẩy lồng ngực về phía trước, cái lớp mình chúng ta hạ đẩy cái lồng ngực về phía trước làm. Đúng rồi. Và giữ 10. Hai tay song song với sàn cái lớp mình. 9. Đẩy lồng ngực về phía trước nữa. 8. 7. Lam đẩy lồng ngực về phía trước nữa, đẩy cổ ra sau. Vâng, đẩy lồng ngực về phía trước, rút sát bụng vào. 5. 4. Cố gắng giữ đi nào. 3. 2. Lên cái lớp mình. 1. Hạ chân xuống sàn. Hít thở đều. Rồi, mời cái lớp đưa cơ thể về tư thế chiếc bàn úp. Hôm nay chúng ta tập đùi và tập bụng trước ha. Chúng ta đi tiếp cái bài ngày hôm qua để mình lên tư thế con quạ đuôi dài thử xem. Tư thế đấy chúng ta phải cần lực ở tay, vai, bụng, đùi rất là lớn. Nên chúng ta tập ở đầu bài trước những phần căn bản. Rồi chúng ta sẽ trải lại cái phần lưng nè. Hít vào võng lưng, vươn ngực, rưỡng cao cầm. Ai mà hai tư thế vừa rồi mình không siết nhiều đau lưng, mình sẽ trả lại ở tư thế này. Thở, hóp bụng, cuộn lưng cành về xương ức. Hít vào võng lưng, vươn ngực, rưỡng cao cầm lên. Thở, hóp bụng, gù lưng cành về xương ức. Hít vào võng lưng, vươn ngực, rưỡng cao cầm. Rút bụng. Cảm giác căng căng ở phần đáy thắt lưng. 5 4 3 2 1 rút bụng, gù lưng cầm về xương ức. 5 4 3 2 1 đưa lưng về trung tính, không võng cũng không gù. Hít vào, nâng hai đầu gối rời khỏi sàn. Thở, hạ không chạm sàn. Hít hai, nâng lên. Thở, hạ đẩy cái lực vai cao lên, đừng để nó lực nó vào cái cổ tay. Hít ba, nâng lên. Thở về. Hít bốn, nâng lên. Thở, hạ. Hít năm, nâng lên. Và giữ lại. 5 4 3 2 1 hạ hai đầu gối không chạm. 5 4 3 2 1 đẩy mông nâng hông, trỏ úp mặt, duỗi mình thở hết hơi ra.
Chúng ta có thể hít thở ở tư thế này nào. Hít vào và thở ra. Hít vào nhón cao gót chân. Thở ống gót chân mạnh xuống dưới sàn, kéo căng cái nhựa chân sau. Hít vào nhón cao gót chân. Chân phải hít đá phải lên cao. Đạp mạnh gót chân. Đẩy vai. Siết cơ bụng. 3, 2, 1, co gót chân sát vào mông. Đúng rồi. Đẩy cái đầu gối lên trên trần. 3, 2, 1, hạ đầu gối song song với đầu gối trái. Tiếp tục giữ lại, siết cái cơ đùi. Hạ. 3, 2, 1. Bước cái chân phải về giữa hai tay. Chân sau vẫn nâng lên cái lớp mình. Lùi mông ra sau thẳng cơ đùi trước. Tấn chân trước lại vuông góc. Lùi mông ra sau thẳng cơ đùi trước. Tấn chân trước lại vuông góc. Lùi mông ra sau thẳng cơ đùi trước. Giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Tấn chân trước lại vuông góc. Bò dài hai tay về phía trước chân. Bò trước cái mũi chân thôi, cái lớp mình đừng bò xa quá ha. Trước cái mũi chân thôi. Đây, nâng thẳng người lên chúng ta lên. Nâng cái chân phía sau rời khỏi sàn. Đúng rồi, tay của mình lúc này đặt trước chân rồi, chúng ta đã có cái lực trụ ở phía trước. Co đầu gối chân sau chạm trán. Co cái đầu gối chân sau, tức là cái chân chúng ta đá ở phía sau á. Đúng rồi, hít vào đá chân ra sau. Chân vẫn nâng lên rời khỏi sàn rồi. Lực lúc này nó nằm ở chân bên phải và hai tay. Rút bụng, co đầu gối chân sau chạm trán. Đá chân sau ra phía sau. Lần cuối, co đầu gối chân sau chạm trán. Hít thở. 3, 2, 1. Đá cái chân ra phía sau trở lại. Và lần này đá nó lên trên cao. Kéo hai cái tay về sát cái chân bên phải. Hồi nãy chúng ta đặt ở phía trước, bây giờ chúng ta kéo về sát luôn. Và đá cái chân trái nó lên trên trần, đá cao lên nữa, hết cái biên độ. Vút cái tay, cái chân cao lên. Kéo cái bụng mình sát vào cái đùi, về co cuối gặp sau. Hít thở đều, đúng rồi. Giữ. 5. Cái chân đó chúng ta vẫn đá lên trên trần là được thôi. Vâng hạ. 4, 3, cao lên nữa. 2, 1, hạ chân trái bên cạnh chân phải. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên, hít vào. Thở cò cúi gập sau trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao, hít vào. Siết cơ bụng cơ đùi. Hít thở đều một xíu ở tư thế đứng trái núi. Chỉnh lại tay. Thả lỏng cầu vai. Căng 10 đầu ngón tay. Ba. Hai. Một. Lùi mông ra sau cái ghế. Hai tay kẹp sát mang tay. Mông lùi ra phía sau. Đẩy đầu gối ra phía sau. Đừng vượt qua các ngón chân. Rút bụng sát vào. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay bám xuống dưới sàn, co cúi gập sau trở lại. Chân phải hít bước dài, chân phải ra sau.
trái ra sau bằng phải tấm ván. Đạp mạnh gót chân trường người về phía trước. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2, 1. Co nhẹ khuỷu tay lại, trôn người về phía trước, hạ chaturanga. Ai không hạ được thì hạ toàn thân xuống dưới sàn. Hạ gối ngực cằm chạm sàn đó cả lớp mình. 3, 2, 1. Duỗi mũi chân lướt người lên chó ngẩng mặt. Duỗi cái mũi chân ra lướt người lên chó ngẩng mặt. Hai cái đầu gối và cái đùi rời khỏi sàn luôn. Chỉ còn cái mu bàn chân ở xuống sàn thôi, rút bụng lại. Đúng rồi, mạnh mẽ cho lực tay vai, đẩy cái lồng ngực về phía trước. Làm đẩy cái lồng ngực em về phía trước làm. Đúng rồi, phương tâm đẩy về phía trước nữa. 3, 2, 1. Ký mũi chân rút bụng, đẩy mông nâng hông, chó úp mặt dụi mình. Thở hết hơi ra. Tiếp tục hít thở ở tư thế chó úp mặt dụi mình. Khi hít thở chúng ta cố gắng nhẹ cơ ra một xíu để mình hít thở. Hai cái tay mình nếu mà mỏi chúng ta hơi co nhẹ cái khuỷu tay lại. 3, 2, 1. Ấn mạnh gót chân nhón, căng căng cái nhựa chân sau và chậm rãi nhón cao gót chân lên, hít vào. Chân trái hít vào, đá trái lên cao. Đạp mạnh gót chân. Phương tâm ở tư thế này đá rất cao luôn nè. Co gót chân vào mông. Tiếp tục mở cái đầu gối cao lên trên trần. Mở cái đầu gối, lúc này chúng ta kéo căng cái cơ ở ngay chỗ cái hông ha, cả lớp mình. Hai cái hông chúng ta đang được kéo rất là lớn. Mở cái đầu gối lên trên cao nữa chị Hạnh. 3, 2, 1. Hướng cái đầu gối trái song song với cái đầu gối phải. Tiếp tục giữ lại. 3, mạnh mẽ tay vai. 2, 1. Đẩy người về phía trước, co đầu gối chạm trán. 3, 2, 1. Đặt chân trái ở giữa hai tay. Ổn định cơ thể và hơi thở. Lúc này chúng ta có thể thả lỏng cái cổ tay ra một xíu trước lúc chúng ta đi tiếp. Thì khi mình hạ xuống, mình chỉnh lại cái cơ đùi phía trước và chúng ta thư giãn cái cổ tay. Bằng cách mình có thể nhón các ngón tay lên để chúng ta thư giãn cổ tay. Hít thở đều. Ổn định cái phần chừng, lùi mông ra sau, thẳng cơ đùi trước. Lùi mông thẳng cơ đùi trước cả lớp. Tấn chân trước lại vuông góc. Lùi mông thẳng cơ đùi trước. Tấn chân trước lại vuông góc. Lùi mông thẳng cơ đùi trước. Kéo thẳng cơ đùi trước luôn nào. Đúng rồi, rướn cái lồng ngực dài về phía trước. Thẳng cái chân lên, hết biên độ cơ thể. Lúc này chúng ta lắc cái hông bên trái ra phía sau, lắc cái hông bên phải về phía trước để hai hông cân bằng. 5, 4, thẳng cái chân trước, 3, 2, 1, tấn lại chân trước vuông góc. Đặt tay về phía trước chân. Rướn dài người về phía trước, nâng cái chân sau lên rời khỏi sàn. Bám cái tay em xuống dưới sàn. Rồi, nâng cái đầu gối chân sau lên Vân Hạ. Mệt quá thì chúng ta có thể hạ nghỉ vài nhịp ha, rồi mình đi tiếp. Đúng rồi, co đầu gối chân phía sau chạm trán. Hít vào đá chân sau lên. Chúng ta đá lên cái gót chân nó cao lên. Để cái gót chân với cái hông với cái đầu của mình nó sẽ trên một cái trục thẳng.
Lực chúng ta nằm ở dưới cái tay và rút cái bụng cái đùi. Co đầu gối chạm trán. Hít vào đá chân lên. Co đầu gối chạm trán lần cuối. Rút bụng và cố gắng giữ đi nào. Gù lưng cao lên để đầu gối chạm được vào trán của mình. Hít thở đều. 5, 4, cố gắng lên, duỗi cái mũi chân ra, gót chân. 3, 2, 1, hít vào đá lên cao lần cuối. Và lần này đá vút thẳng lên trần, kéo hai cái tay về sát cái chân. Con Hà mệt quá hả em? Do mới bị dậy cho nên lực mình còn yếu ha. Đá chân lên cao. Giữ. 5, cao chân lên nữa. 4, 3, bụng tiến sát vào đùi. 2, 1, hạ chân bên cạnh chân phải. Nhón tay ngẩng mặt nâng nửa người lên, hít vào. Thở cò cúi gập sâu trở lại. Cuộn lưng vươn hai tay lên cao, hít vào. Và thở ra, hạ hai tay song song, rung lắc nhẹ tay vai bụng đùi, rung lắc nhẹ tay vai và thả nhẹ hai cái cơ đùi ra. Hít thở. Chúng ta tiếp tục nào cả lớp mình. Tay vươn lên cao kẹp sát bàn tay. Đẩy hông mở ngực ngạ người. Đẩy vai ra phía sau, đẩy tay ra phía sau mang tay, đẩy lồng ngực về phía trước, siết cái cơ bụng lại. 3, 2, 1, hít vào nâng lên. Thẳng người chúng ta lên, các ngón tay xòe căng và vươn dài, kéo cột sống chúng ta dài dài ra. Và cảm nhận các ngón tay vươn cao và có thể chạm lên trần nhà. Tay thì vươn lên cầu vai thả xuống. Co gối lùi mông ra sau em. Ghế ảo. Nâng các ngón chân rời khỏi sàn. Ngón chân nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ tay bám xuống dưới sàn. Hạ các ngón chân xuống dưới sàn. Chân trái bước dài, chân trái ra sau. Rút phải ra sau bằng trái tấm ván. Rút bụng đạp mạnh gót chân. Hít thở đều. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Co nhẹ trở tay cho người về phía trước hạ chaturanga. Và giữ lại. Ai chúng ta không hạ được gối ngực cầm chạm sàn. Ba. Đúng rồi, coi nhẹ trở tay hạ một xíu nữa làm. Đúng rồi, giữ lại, rất là tốt. Lý nâng cái ngực lên một tí em. 3, 2, 1. Hạ toàn thân lướt người lên tư thế chó ngẩng mặt. Lòng bàn chân bám sàn, đùi bụng nâng hết lên rời khỏi sàn. Ai chúng ta lên nặng quá thì chúng ta có thể về rắn hổ mang. Đúng rồi, đẩy cái lồng ngực em về phía trước Vân Hà. 3, 2, 1, ký mũi chân lùi mông ra sau em bé thư giãn. Thư giãn hai cái cổ tay và cái vai mình một xíu nào. Hít vào và thở ra.
vào, thở ra êm êm. Rồi bò dài hai tay về phía trước, lên lại tư thế tấm ván cao. Đạp mạnh gót chân. Đúng rồi. Bám chặt và trụ chắc cái tay phải xuống sàn. Nâng tay trái, thủ ấn Shimura đặt ở trên lưng. Tấm ván. Ba chân. Đúng rồi, giữ. Mạnh mẽ cho cái tay phải một xíu nào. Hít thở. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hạ tay trái xuống sàn. Ổn định lại cơ thể. Chúng ta đi tiếp nào. Bám chặt tay trái. Nâng cái tay phải. Thủ ấn Shimura đặt trên lưng. Mạnh mẽ cho cái tay trái. Còn một xíu nữa thôi. Cố gắng lên. Năm. Bốn. Ba. Cố lên cả lớp mình. 2, 1, hạ tay xuống, hạ gối, về lại tư thế chiếc bàn úp, hít thở đều ở tư thế chiếc bàn úp. Thư giãn và thả lỏng cái tay một xíu. Ai mà đau quá, ai mà cái cổ tay nó mỏi quá thì có thể lùi cái mông ra sau và rung lắc nhẹ lại cái cổ tay. Lùi mông ra sau, rung lắc nhẹ cổ tay à, cái lớp mà đừng về em bé nữa, chúng ta đi tiếp một xíu nữa rồi mình nghỉ luôn. Rồi, tư thế cuối cùng chúng ta lên thử ha. Là một trong những tư thế rất là nặng về tay vai bụng đùi. Và một trong những tư thế khó cho nên mình cứ lên thử thôi. Ai chúng ta lên được thì lên. Không lên được thì mình cứ tập. Không sao hết. Rồi, về lại tư thế chiếc bàn úp đi cả nhà mình. Bây giờ mẫu là chị Trang Lê ha. Rồi, cái chân phải chúng ta hai chân ký xuống dưới sàn. Rồi hai cái tay chúng ta đặt ở bên trong và để cho có một cái khoảng cách ở ngoài cái mép thảm ra. Đừng có đặt tay hết ra ngoài cái mép thảm. Rồi chân phải nâng lên, bước cái chân phải ra ngoài ngón út bàn tay phải. Nè, chúng ta cứ đi từng bước, mình làm đến cái giai đoạn nào không làm được nữa thì mình cứ dừng ở giai đoạn đó. Bước cái chân phải ra ngoài ngón út bàn tay phải luôn đi Vân Vân Hà, cái này dễ rồi. Đúng rồi. Rồi bước được rồi, nhón cái gót chân lên và chúng ta cứ trượt cái chân về phía trước để làm sao cái đùi của mình nó đặt được lên trên cái vai. Thì lúc này chúng ta phải co nhẹ cái chỏ tay lại. Đúng rồi. Rồi nó đặt được lên trên cái vai rồi. Rồi ký cái mũi chân sau, nâng cái đầu gối chân sau lên. Phải cảm nhận được cái đùi nó đặt ở trên cái vai của mình nha. Đúng rồi, nâng được cái chân sau lên rồi, trường cái chân trước về phía trước và duỗi thẳng cái chân trước ra. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần ai chúng ta không làm được chỉ cần đến cái bước này thôi. Đúng rồi, đặt cái tay chúng ta lên trên cái vai và duỗi thẳng cái chân trước ra phía trước là được. Ai chúng ta không làm được cứ lên đến cái bước này. Đúng rồi, chị Trang Lê rất là tốt nè. Rồi, lên nè Lý. Đúng rồi, duỗi thẳng chân em nữa. Ba, rướn cái lồng ngực. Chùng nhẹ cái chỏ tay. Hai. Một. Ai tốt nè, lực chúng ta nằm ở trên hai cái tay, trường dài người về phía trước. Rút bụng, nâng cái chân sau rồi khỏi sàn. Lên. Đâu Phương Tâm đâu rồi? À, Phương Tâm chưa hả? 3 2 1 duỗi thẳng cái chân trước Phương Tâm. Đúng rồi, rồi chúng ta về lại, về lại, về lại. Còn một bên nữa cố gắng lên cái lớp mình vì mà nằm sắp rồi, nằm ngửa rồi. Đừng lắc nhẹ cái cổ tay. Động tác cuối cùng là cái tay trước của mình ha, đặt ở trên vai, trùng nhẹ chỏ tay, trường dài lồng ngực và nâng cái chân sau rồi khỏi sàn. Đó, hậu quả, đuôi dài. Chúng ta không lên được thì chỉ cần lên như thế thôi. Rồi, bây giờ mình rút chân trước ra phía sau, về lại chiếc bàn ấp. Và chúng ta sẽ đổi một
chút. Từ chiếc bàn úp nâng lên cho úp mặt duỗi mình. Chúng ta sẽ đi từ cho úp mặt duỗi mình ở bên trái xem sao. Lên tư thế cho úp mặt duỗi mình nào. Đúng rồi, Đồng Vân Hà bạn ra rồi. Hít vào nhón cao gót chân lên. Chân trái hít đá chân trái lên cao. Bước trái ra ngoài ngón út bàn tay trái. Lúc này cái đầu gối chân phía sau chúng ta đã nâng lên rồi thì chúng ta đã đỡ được cái bước đó rồi ha. Rồi, đặt ra ngoài ngón út bàn tay trái, trượt cái chân nó dài về phía trước. Co nhẹ hai cái chỏ tay lại để làm sao cái chân trái chúng ta nó đặt được trên cái vai trái. Lúc này co nhẹ cái chỏ tay lại. Đúng rồi. Nó đặt được trên cái vai trái rồi, trương cái chân về phía trước và duỗi thẳng cái chân trước ra, chỉ cần như vậy thôi. Đúng rồi, làm. Cái đầu gối chân em phải trùng nhẹ hai cái chỏ tay lại một xíu làm. Trường cái chân trước ra phía trước, trùng nhẹ hai cái chỏ tay, nâng cái chân trước rồi khỏi sàn vút thẳng lên trên trần. Nâng cái chân trước lên. Vút thẳng lên. Tôi coi chị Trang lên 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 được chân sau luôn rồi. Đúng rồi, rất tốt chị Trang Lê, giỏi quá. Chị Trang Lê lên được cái chân sau luôn rồi, rướn cái lồng ngực lên, nâng cái chân. Chị Trang Lê lên được một xíu, rất là giỏi luôn. Hít thở. Rồi cả lớp mình. Chị Trang Lê lên lại ha, duỗi cái chân trước, đúng rồi, giỏi quá, nâng cái chân sau rất là cao luôn. Nhưng mà ở phía bên này thì không thấy được cái chân trước. Rồi, hạ đi cả nhà mình. Hạ toàn thân xuống dưới sàn luôn, chúng ta thư giãn luôn. Ai có muốn lên lại không thì chúng ta thử, còn tư thế này rất nặng ha. Mình chỉ cần đi tới cái bước đó là được rồi. Xoay người nằm ngửa luôn lớp mình. Thì Trang lên lực lực tay vai rất là tốt nè. Co hai gối ôm sát gối vào ngực. Bật lăn lưng lên xuống qua trái qua phải. Hôm nay một bài nào mà chúng ta lên thế thì Hiền sẽ chia ra làm hai lần để cho chúng ta học. Nó sẽ bớt mệt hơn trong một bài tập. Để chúng ta sẽ kéo giãn cơ và chúng ta đi các tư thế nó dần dần. Chứ những tư thế khó mà chúng ta tập trong 1 giờ nó rất là mệt cho lớp mình. Rồi nâng tay chân lên cao, rung lắc tay chân ở trên cao. Và hạ tay chân xuống. Hai tay chúng ta ôm hai cái vai lại. Chúng ta đặt chéo tay ôm hai cái vai lại, trả lại cái vai một xíu. Đúng rồi, trì cái vai kéo ra xa cái cổ, trì cái vai của mình, trả lại hai cái tay vai. Rồi tách tay ra, đổi bên, tay nào ở trong bây giờ ở ngoài, tay nào ở ngoài thì ở trong, đổi lại. Rồi tiếp tục kéo và trì cái vai ra xa cái cổ. Chào gôn. Thay đồ rồi hả con? Rồi thả tay ra. Thả hai tay xuống. Nghiêng mặt sang phải. Áp thái dương phải xuống sàn. Thả lỏng và thư giãn cái cổ lại. Nghiêng mặt sang trái. Áp thái dương trái xuống sàn. Mặt về chính diện. Rồi chúng ta đi vào thư giãn sau của bài. Hai chân tách rộng, hai tay buông dọc theo thân, lòng bàn tay nữa. Hít vào nhẹ nhàng và thở ra êm êm. Hít vào và thở ra chậm rãi. Toàn thân tôi được thư giãn và thả lỏng. Từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Hãy thả lỏng các cơ và trải dài toàn bộ cơ thể bạn trên thảm. Như một đứa trẻ nằm ngủ trên giường, vô lo, vô nghĩ. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra êm êm. Từ ngón tay
ngón chân lên đến đỉnh đầu. Hãy thả lỏng hoàn toàn. Cảm nhận sự nhẹ nhàng và chìm dần, chìm sâu cơ thể bạn vào. Giữ thẳng. Cảm nhận cơ thể bạn nhẹ nhàng như một dòng nước. Róc rách. Lên lõi. Và bám sâu vào lòng đất mẹ. Để lòng đất mẹ cuốn đi những lo lắng, những mệt mỏi, những muộn phiền. Chỉ còn lại lúc này với cơ thể thật nhẹ nhàng, thật bình an. Hít vào và thở ra êm êm. Mời cả lớp mang ý thức quay trở lại căn phòng. Tôi rất nhẹ đôi chân và cử động nhẹ đôi tay. Hai chân khép sát, hai tay vươn qua khỏi đầu. Hít một hơi thật sâu, vươn căng và duỗi căng toàn bộ cơ thể. Và thở ra hạ tay xuống. Co gối nghiêng người sang một bên, nằm ở tư thế ông Phật thêm vài giây nữa. Và chậm rãi nâng người ngồi dậy. Ổn định cơ thể mình trên thảm. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Kéo và vươn dài cột sống. Căng căng 10 đầu ngón tay. Hai tay chắp lại, kéo hai tay về trước ngực. Cằm hướng về xương ức, mắt nhắm nhẹ lại. Bằng tất cả trí tuệ, tình yêu thương và lòng biết ơn, tôi cầu bình an cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè. Tôi dùng tâm trí hai tay đặt lên trán, linh hồn hai tay đặt trên môi và trái tim hai tay đặt trước ngực. Cầu bình an cho tất cả mọi người trong khán phòng này và trên thế giới này. Cúi đầu chào nhau nào, Namaste. Thầy xin chào cả lớp.